Rồi, chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiến hành tháo cái dàn áo của mình theo yêu cầu của một bạn ở Sóc Trăng. Bạn ấy là nói muốn vệ sinh cái xe bên trong nên yêu cầu của mình là tháo dàn áo ra cho bạn ấy vệ sinh. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn là chi tiết tháo dàn áo ra nha. Mình làm là để tiết kiệm thời gian các bạn xem nó đỡ chán, thì mình làm tương đối là nó lẹ nha. Các bạn chuẩn bị là một cây điếu 10 ha. Rồi cây lục giác này là 6 với một cây vít ba ke, như thế là được rồi. Còn như là cái dàn áo nó toàn bộ là vít lục giác hết, cho nên các bạn mở rất là dễ. Thì trước tiên là bạn sẽ mở cái yên ra ha. Mình mở cái yên ra cho nó trống á, cho nó dễ làm. Mình làm từ đó nó lẹ các bạn. Cái này là do mình lựa cái nền phẳng nên không có lấy cái đồ đựng, nên mình để trên mặt của trên này luôn ha. Rồi các bạn để một bên ha. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ gỡ cái ba ga này ra. Rồi hai con ốc hai bên đây nha các bạn. Rồi xong cái phần này cho nó sống. Tiếp theo nữa mình mở tiếp là cái phần cái ốp của cái này mình mới mở lên được cái dàn áo. Cho nên mình làm quen nên mình mở nó lẹ nha các bạn. Các bạn thì mình có thể mở từ từ thôi để tránh hư cái dàn áo của mình. Mình mục đích mình mở lẹ là để tiết kiệm thời gian cho các bạn thôi. Rồi tiến hành mình mở vô cái con ốc của mấy cái dàn áo này ha. Nói chung toàn bộ nó là ốc lục giác hết, cho nên mình mở rất lẹ. Con này là bên trong nó sẽ có một con nữa, có dàn áo ở trên. Sau đuôi nó cũng hai con luôn nha. Rồi mình mở xong bên đây thì mình sẽ qua bên đây. Rồi xong cái phần dàn áo trên này rồi thì bên trong nó sẽ có hai cái nữa nha. Bây giờ mình tiến hành mình sẽ dỡ cái ốp này nó lên trước ha, lên trước cho nó trống nha các bạn. Ốp này thì nói chung là nó chỉ gắn mấy cái bát thôi chứ không có gì. Rồi xong cái phần ốp này, và ở trong này nó sẽ có hai con ốc nhỏ nữa để mình gỡ từ từ nha. Mình gỡ tiếp cái phần trên này đi, tiếp phần cái phần đầu đi. Thank you.
qua bên đây. Mình quen tay nha các bạn, nên mình dặn nó từng đó nó hơi nhanh. Rồi cái phần đầu này thì nó có hai con hai ngóc ở trên này nữa. Hai con trên này thì nó có hai cái miếng này để chim nha, các bạn để riêng, để một hồi nó sẽ lạc mất là mình dặn cái dàn áo mình nó sẽ bị sụp xịt. Con này mình để riêng ha. Rồi ở bên dưới thì nó cũng có hai con nè, nó có hai con ở trong này nè các bạn. Đây. Nó bắt cái đầu lại, nó chịu của cái đầu. Bên đây một con nữa, nó cũng tương tự. Rồi, như thế thì mở xong cái phần đầu, mình có thể lấy cái phần đầu ra được rồi đó. Đây, trong này nó có hai rắc, hai cái rắc nha các bạn. Mình nói chung là hai rắc này thì mình rút ra thôi. Rút ra rồi bắt đầu mình sẽ làm dấu ha, tại vì nhan bên nào cho đúng bên ấy. Ở đây người ta có làm dấu sẵn cho mình là màu đỏ nè, cái cọng màu đỏ nè, cọng màu đen với cọng màu đen. Nếu mà các bạn nào mà xe mình còn mới chưa có làm dấu á thì mình gửi ra mình để ý nha, tại vì một hồi là nhan nó sẽ đi lộn bên. Rồi mình đặt cái đầu qua một bên đi đó, như thế là xong cái phần, xong cái phần này rồi. Bây giờ mình sẽ gửi tiếp cái phần ở đây. Cái áo này nó có hai ngóc đây các bạn, đây nó hai ngóc nó bảo cái xương mình lại, và thường thường mình mở mình sẽ gỉ ra nó sẽ dễ gãy cái chỗ này, và bên kia cũng vậy, hai con hai bên. Nó bảo cho cái xương cái áo mình chắc hơn. Ở trong thì nó lúc nào cũng có chim thun hết. Đây nó có những cái thun để nó giữ cố định lại nha các bạn. Các bạn nặng ra, mình nặng ra cho nó bình thường thôi, để không thôi thì nó dễ có bị gãy nó. Thì mình thấy là xong cái phần phần đuôi này rồi. Dướng con chỗ nào nữa đây? À không có dướng. Đây. Rồi. Cố gắng mình giữ mấy cái bát này lại cho nó chặt, để một hồi nữa nó sẽ dễ bị rớt. Xong cái phần phía sau, mình sẽ mở luôn cái phần phía trước. Phần phía này thì nói chung là nó chịu bởi một cái ốp này, thì mình sẽ lấy cái ốp này lên. Nó hơi cứng thôi, nhưng mà không có khó khăn gì. Cái bát này nó rớt một phần mình gắn lại sau. Rồi còn cái phần nhựa trước này thì nó chỉ có một cái con ốc này ở trên chịu rồi thôi. Về phần này thì nó bắt bởi cái chỗ này.
con nữa là xong rồi. Kinh quá các bạn ơi. Con này không xong rồi, để mình sẽ mở luôn cái bát ở đây. Con này chắc lâu quá mình để ra nó cứng nha. Mình sẽ gỡ luôn cái bát này. Rồi hầu như là nó xong rồi. Dưới chỗ nào ta? Có khó khăn gì? Đây cái bát này nó nằm bên này quá. Mình mở ra mình phải cẩn thận. Kẹo những gắn vô hồi nó thiếu bát. Rồi, vậy là xong cái phần mà mình mở cái dàn áo xe của mình rồi. Còn phần đầu thì nói chung nó cũng đơn giản, nó không có khó. Để mình sẽ mở cái dàn đầu cho các bạn xem luôn ha. Dàn đầu thì nó chỉ có mấy con ốc này thôi. Ốc này là ốc mình mua ốc kiểu nha bạn. Kiểu mình gắn vô thôi. Chứ nó thì không phải ốc màu vàng ha, nó là toàn bộ màu đen hết. Con này chắc bị rớt mất hay gì mà gắn ốc dít vô đây, chứ nó là thường thường là nó lục giác hết. Rồi xong rồi các bạn, xong cái phần dàn đầu của nó, bây giờ mình sẽ gỡ ra luôn nha. Đây các bạn, nó xong cái phần này rồi. Rồi đó. Đó. Thì mình như thế là mình mở xong cái phần cái dàn áo của xe mình rồi. Các bạn cùng xem lại một lần nữa nha. Đây. Nói chung là cũng không có mất thời gian khá lâu đâu các bạn. Một năm mình sẽ mở ra, mình sẽ vệ sinh khoảng một lần hai lần thôi ha. Cũng không có khá lâu đâu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình.